Hồ Quang Hiếu sượng mặt khi nghe Trấn Thành thản nhiên nhắc về Bảo Anh. Hồ Quang Hiếu đúng là thánh nhỏ, khi mỗi lần chơi game show với Trấn Thành đều bị nhắc đến tình cũ Bảo Anh. Dù chẳng làm gì nên tội vẫn bị đụng chạm đến đỏ cả mặt. Tập 1 chương trình Talk Show kết hợp với kịch tình huống Sao Hỏa Sao Kim lên sóng 30 tháng 10 với sự góp mặt của dàn khách mời Đức Thịnh, Hồ Quang Hiếu, Lâm Vĩ Dạ Cát Tường và vợ chồng Ngọc Lan Thanh Bình. Ở phần thi thứ hai mang tên Bước Phân Thắng Bại, 6 khách mời chia làm hai đội gồm Đức Thịnh, Hồ Quang Hiếu, Thanh Bình đối đầu với Lâm Vĩ Dạ Cát Tường, Ngọc Lan. Sau khi bắt cặp thi đấu, Lâm Vĩ Dạ được chọn chung với Đức Thịnh và điều này khiến nữ diễn viên cảm thấy bất công bởi lẽ hai đồng đội đều được so tài với trai đẹp. Để xoa dịu, Trấn Thành liền thốt lên rằng Hồ Quang Hiếu đâu có yêu cầu Bảo Anh đâu, mà em làm gì kỳ vậy? Câu nói bất ngờ của Trấn Thành đụng chạm đến người yêu cũ khiến Hồ Quang Hiếu ngỡ ngàng và ngượng chín cả mặt, còn khán giả thì được một fan cười thích thú. Lâm Vĩ Dạ khiếu nại tại sao Ngọc Lan và Cát Tường đều được thi đấu cùng trai đẹp, riêng mình lại phải bắt cặp với Đức Thịnh. Trấn Thành lầy lội giải đáp, Hồ Quang Hiếu đâu có yêu cầu Bảo Anh đâu, mà em làm gì kỳ vậy? Đang yên đang lành lại bị đụng chạm, Hồ Quang Hiếu chỉ biết đỏ mặt cười trừ. Hồ Quang Hiếu đúng là thánh nhỏ, khi mỗi lần chơi game show với Trấn Thành đều bị nhắc đến tình cũ Bảo Anh, dù chẳng làm gì nên tội vẫn bị nam danh hài đụng chạm. Trước đây trong chương trình Giọng Ca Bí Ẩn, Trấn Thành đã liên tục bắt tay với anh Đức chọc ghẹo nam ca sĩ bằng cách khơi gợi lại chuyện tình cũ với Bảo Anh. Trước sự lầy lội của đôi bạn thân Trấn Thành anh Đức, Hồ Quang Hiếu đã tuyên bố: "Đã quên người tình cũ rồi, có gặp lại mà đeo mặt nạ cũng không nhớ." Cũng có thể bởi tính cách ngây ngô và chất phác mà Hồ Quang Hiếu thường bị Trấn Thành trêu ghẹo. Sau bao ngày bị chỉ trích vì chảnh chọe, Hòa Minh Di phải nhập viện để phẫu thuật gấp. Tức bực với lịch trình dày đặc suốt một tháng nay, Hòa Minh Di không có thời gian để nghỉ dưỡng. Dù bệnh trở nặng, gần đây cô phải nhập viện gấp để phẫu thuật dạ dày. Phía ekip của Hòa Minh Di gần đây đã cho biết cô phải nhập viện gấp để phẫu thuật dạ dày. Khổ thân Hòa, 10 giờ vào viện, 12 giờ lên bàn mổ, 5 tiếng sau mới tỉnh dậy. Còn chưa hết thuốc mê đã cầm điện thoại làm việc. Suốt những ngày bụng Hòa đau quặn thắt từng cơn, Hòa vẫn bay ra để làm MV, vẫn đi hàng diễn sát ngày ra MV. Có lẽ cuối cùng thì bao nhiêu áp lực thời gian qua đã đổ hết lên người Hòa, lên sức khỏe của Hòa rồi. 10 giờ sáng nó nhắn, em dậy rồi. Chẳng biết nói gì. Chỉ nhắn, chỉ số rồi bảo, bao áp lực những ngày qua tạm coi như được đền đáp chút rồi này. Dạ dày tiêu hóa của Hòa có vấn đề đã nhiều ngày, cho tới ngày 30 tháng 10 tình trạng trở nên xấu hơn. Được chẩn đoán bị viêm loét nặng, chảy máu dạ dày nên phải nhập viện gấp để phẫu thuật. Tuy nhiên hiện tại, Hòa đã được xuất viện và về nhà nghỉ ngơi. Trước những thông tin về tình hình sức khỏe hiện nay của Hòa Minh Di, rất nhiều fan đã bày tỏ sự lo lắng cho cô. Người hâm mộ của nữ ca sĩ để lại những bình luận, thể hiện sự thương xót, mong Hòa Minh Di nhanh chóng bình phục. Thậm chí còn có fan bình luận, sức khỏe của Hòa là tài sản của fan, thay fan giữ gìn nhé. Phải nói năm 2018, Hòa Minh Di liên tục dính nhiều phốt từ việc cãi lộn chợ búa với anti-fan trên mạng xã hội, cho đến những hành vi quá lố khi tham dự buổi trình diễn của nhóm nhạc BTS. Gần đây, cô cũng bị chỉ trích có thái độ lạnh nhạt chảnh chọe. Dù trưởng fandom của cô đang đứng chửi người hâm mộ khác một cách thô bạo, Hòa Minh Di cũng vừa phát hành MV Rời Bỏ 2 vào ngày vừa qua. Thông tin cô nhập viện để phẫu thuật khiến nhiều người rất bất ngờ. Lê Giang, tôi không nhớ nổi mình thẩm mỹ bao nhiêu lần vì sữa quá nhiều. Sau những năm định cư ở nước ngoài, Lê Giang trở về Việt Nam và giờ đây hoạt động khá sôi nổi trong làng giải trí. Vào tháng 12, 2017, nghệ sĩ Duy Phương bất ngờ được đề cập liên tục trên các diễn đàn xoay quanh những thông tin ồn ào với người vợ cũ. Cụ thể, nam nghệ sĩ bị khán giả chỉ trích vì quá bạo hành với danh hài Lê Giang. Những nhận xét này xuất hiện kể từ lúc Lê Giang kể về câu chuyện quá khứ đời mình trong chương trình Xoánh Hào Quang. Theo lời kể của Lê Giang, hôn nhân của họ tan vỡ sau đó vì những trận đòn khủng khiếp của Duy Phương. Khi chương trình phát sóng, rất nhiều khán giả chỉ trích Duy Phương, mọi người cho rằng nam nghệ sĩ đã quá bạo lực với chính vợ của mình. Tuy nhiên, Duy Phương khẳng định mình không đánh đập Lê Giang như những gì mà cô vừa kể với khán giả. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn bức xúc đến nỗi kiện chương trình và nhờ đến sự can thiệp của luật sư để lấy lại danh dự cho mình. Theo như diễn biến sự việc thì Lê Giang đã nhiều lần không đến phiên tòa xét xử. Nói về vấn đề này, nữ nghệ sĩ vừa chia sẻ: "Tôi muốn đính chính rằng giữa tôi và anh Duy Phương không còn liên quan gì với nhau trong vụ kiện này. Vấn đề tôi không lên trình diện tòa án là bởi Lê Giang hoàn toàn không phải là người được nhắc đến trong đơn." Mới đây khi tòa gửi thư mời,
tôi cũng đã đến trình diện và hợp tác rất thiện chí. Sau khi làm việc xong, tôi có nói rõ với những người có thẩm quyền rằng đối tượng anh Duy Phương kiện không phải là tôi, mà là phía đài truyền hình và đơn vị sản xuất. Nếu vụ kiện có liên quan đến tôi, chỉ đích danh tên Lê Giang, thì khi ấy tôi nhất định sẽ hợp tác. Còn đổi lại là vụ việc này tôi có mặt hay không, cũng không thể giải quyết được vấn đề. Khi nghe tôi trình bày xong thì phía tòa họ hiểu và thông cảm. Mọi thứ hiện tại về phần tôi cơ bản cũng đã giải quyết êm đẹp. Còn diễn biến và kết quả sau này của vụ kiện thế nào, tôi không có nhu cầu hiểu. Nhắc đến Lê Giang, đồng nghiệp và khán giả cũng không thể nào quên được chi tiết nữ nghệ sĩ như nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Trấn Thành, con gái Lê Lộc là những cái tên thường xuyên bóc phốt việc Lê Giang giao kéo trên sóng truyền hình. Không hề e ngại hay giấu kín như những người khác, nữ nghệ sĩ vô cùng thoải mái khi bàn tán về vấn đề này. Thậm chí, chỉ thấy chỗ nào trên gương mặt không vừa ý thì cô vẫn sẵn sàng phẫu thuật nhiều lần, Lê Giang thẳng thắn. Tôi không nhớ nổi mình thẩm mỹ bao nhiêu lần vì số lần sửa quá nhiều. Chỉ tính riêng chiếc mũi tôi đã làm đi làm lại 6-7 lần mới hài lòng. Với những vùng còn lại trên khuôn mặt hay cơ thể, tôi thỉnh thoảng cũng phải dặm vá để duy trì ổn định. Nói chung, mỗi thời điểm tôi cũng sẽ thực hiện các phương pháp làm đẹp khác nhau. Hiện tại công nghệ tiêm định hình bằng các chất lỏng cũng khá tiến bộ, nên tôi cũng thử áp dụng. Cách đây vài tháng tôi có làm căng da mặt bằng chỉ, tiêm filler vào động cằm. Do là người rất tin vào tướng số, nên mỗi lần muốn làm gì, tôi đều tìm đến thầy bói xem qua trước. Bằng chứng rõ nhất là khi tôi sửa xong chiếc mũi tại Úc, thì mọi thứ đến với mình suôn sẻ thuận lợi hơn trong mấy năm nay. Tuy nhiên, nếu một thời gian nữa không như ý, thì tôi sẵn sàng đập đi để làm lại. Với Lê Giang thì việc phẫu thuật không phải là chuyện xấu xa, và cô vô cùng thoải mái khi các em đồng nghiệp trêu ghẹo mình chỉnh sửa. Lương Thế Thành nổi ghen khi Thúy Diễm tình tứ cùng Thanh Thức ở phim trường Gạo Nếp Gạo Tẻ. Thấy được những hình ảnh tình tứ của vợ mình và trai đẹp Thanh Thức trên phim trường Gạo Nếp Gạo Tẻ, diễn viên Lương Thế Thành có bình luận ghen cực yêu. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Thúy Diễm có đăng tải hình ảnh cô đang tình tứ selfie nhắn nhít, vui tươi bên nam diễn viên Thanh Thức trên phim trường Gạo Nếp Gạo Tẻ. Không nhận thế, cô nàng còn chụp cả kịch bản tập 80 của phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, làm nhiều khán giả bán tín bán nghi. Có thể Thúy Diễm sẽ tái xuất màn ảnh với bộ phim hot như Gạo Nếp Gạo Tẻ sau 4 tháng sinh con. Đặc biệt, nhiều khán giả còn cho rằng cô sẽ vào vai hung thê của Thanh Thất Tường trong phim để cản trở tình cảm giữa anh và Lê Phương. Bên dưới bình luận, nhiều khán giả còn để ý thấy có sự có mặt của nam diễn viên Lương Thế Thành. Anh viết tung tăng hé, như cá gặp nước, hết sức hớn hở. Đáp lại bình luận của Lương Thế Thành, diễn viên Thanh Thức khen Thúy Diễm sáng nay tươi xanh. Một khán giả cho rằng anh đang ghen với vợ của mình khi chụp ảnh cùng trai đẹp diễn viên Thanh Thức. Cách đây không lâu, diễn viên Thúy Diễm cũng gây chú ý khi tung bộ ảnh khoe vóc dáng nuột nà chỉ sau 4 tháng sinh con trai. Cô cho biết Lương Thế Thành là một người chồng rất nhẹ nhàng, lịch lãm, hài hước và cũng là một người cha rất chuẩn mực. Anh chăm con rất giỏi nên đã đỡ đần được cho Thúy Diễm rất nhiều. Và đó cũng chính là lý do mà cô có được thời gian để chăm chút cho bản thân, tập thể dục, tăng cường sức khỏe và lấy lại vóc dáng một cách nhanh chóng. Có thể nói chính nhờ Lương Thế Thành đã nâng hai mẹ con như nâng trứng, mà cả Thúy Diễm lẫn chàng trai bé nhỏ Bảo Bảo lúc nào cũng tươi như hoa mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Diệp Lam Anh vừa hạ sinh con gái đầu lòng nặng 3kg. Vừa qua, Diệp Lam Anh vừa sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp sinh thường, cô công chúa nhỏ nặng 3kg. Bên cạnh cô có ông xã và mẹ, hiện tại mẹ con người đẹp đều rất khỏe mạnh. Trước đó, cô đã đăng tải lên trang cá nhân khoảnh khắc chuẩn bị đi đẻ và nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè, người hâm mộ. Diệp Lam Anh cũng đã chuẩn bị sẵn phòng dành cho con gái với tông màu hồng chủ đạo, xinh xắn và đáng yêu. Đầu tháng 5, Diệp Lam Anh tổ chức đám cưới với ông xã thiếu gia, người đẹp sau đó thông báo tin vui có con gái đầu lòng. Ở những tháng cuối thai kỳ, Diệp Lam Anh vẫn giữ được hình thể gọn gàng, thần thái rạng rỡ. Người đẹp vẫn đi chơi làm việc để có sức khỏe tốt, chuẩn bị cho sự chào đời của cô công chúa nhỏ. Diệp Lam Anh sau khi sinh con gái vẫn giữ được tinh thần tươi tắn và rạng rỡ. Trước đó, người đẹp đã thông báo dòng trạng thái sẵn sàng đi sinh. Căn phòng ngập tràn sắc hồng và trang phục Diệp Lam Anh chuẩn bị cho con gái của mình. Trương Nam Thành chia sẻ điều gì trước khi tổ chức đám cưới với vợ đại gia hơn tuổi? Lời chia sẻ đầy ẩn ý của Trương Nam Thành trước đám cưới cùng bạn gái sau một thời gian hẹn hò.
sở hữu ngoại hình ưa nhìn, sở hữu nhiều danh hiệu quốc tế, Trương Nam Thành là một trong những người mẫu có tiếng của showbiz Việt và có hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Tuy nhiên, sau thời gian ồn ào cùng màn cầu hôn giải bạc siêu mẫu Việt Nam 2010 Phạm Thùy Linh, anh dần kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Cách đây không lâu, Trương Nam Thành thừa nhận anh đã kết hôn. Vợ của nam diễn viên điển trai tên là Thu Huyền, một doanh nhân hơn anh nhiều tuổi, từng lập gia đình và có con riêng. Trương Nam Thành thường xuyên khoe ảnh với bà xã lên mạng xã hội. Mới đây, trên trang cá nhân của Trương Nam Thành cũng vừa đăng tải hình ảnh ăn mặc bảnh bao với lời chia sẻ đầy ẩn ý. Giờ Duy đã tới. Ở dưới bình luận, nhiều sao Việt bạn bè và fan gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến nam diễn viên điển trai. Đây là kết quả đẹp cho chuyện tình của nam người mẫu Trương Nam Thành. Lời chia sẻ ẩn ý của Trương Nam Thành khiến cư dân mạng cho rằng đây là buổi tiệc cưới của cả hai. Được biết, theo một người bạn thân thiết của nam diễn viên Trương Nam Thành tiết lộ, anh sẽ tổ chức đám cưới với vợ hơn tuổi vào tháng 11 này. Địa điểm diễn ra trong ngày trọng đại sẽ là thành phố biển Đà Nẵng. Ngay sau khi chia sẻ, Trương Nam Thành nhận khá nhiều lời chúc mừng của sao Việt như Thanh Bình, Hồ Việt Trung cũng như cư dân mạng. Trước đó trên trang cá nhân, dân mạng cũng thấy dòng trạng thái chia sẻ của Thu Huyền, vợ của Trương Nam Thành. Vợ của nam diễn viên này cũng đăng ảnh xinh đẹp khi mặc váy cô dâu tâm sự. Cuộc sống này nếu chúng ta biết đủ là đủ, có một ngôi nhà ấm áp, một công việc ổn định và những người thân yêu luôn sát cánh thế là đủ. Và muốn chúng ta cũng có thể tự làm mới mình, tự mình đội cho mình chiếc vương miện để tỏa sáng, để có tự động lực để bước tiếp trên chặng đường phía trước. Hãy cứ cho đi và cũng chẳng cần nhận lại vì cuộc sống vốn rất công bằng. Hãy cứ sống sao cho vẫn là chính mình, đúng, đủ và cần. Dù trên lệch tuổi tác như bố mẹ nam diễn viên, khá ủng hộ anh trong việc kết hôn với bạn gái, họ thường có những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc bên nhau.